Thưa bác sĩ, vậy thì đối với viêm lộ tuyến cổ tử cung nói riêng và với các bệnh về phụ khoa nói chung ạ, chị em cần phải tuân thủ những nguyên tắc nào để có thể điều trị một cách toàn diện và dứt điểm? Thứ nhất là chị em phải luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của mình và chị em phải phát hiện sớm các cái dấu hiệu bất thường của cái dịch âm đạo. Nếu bạn thấy có cái dấu hiệu bất thường, bạn phải đi khám ngay. Cái thứ hai là chị em phải biết tự mình vệ sinh phòng phòng bệnh và cái quan hệ tình dục của mình phải được an toàn. Đồng thời khi mà chị em đã được bác sĩ chẩn đoán có viêm lộ tuyến cổ tử cung thì khi bác sĩ đã kê đơn cho bạn thì bạn nên biết phải biết kết hợp với cái thảo dược, trong đấy có thành phần Trinh Nữ Hoàng Cung, Hoàng Báo, Khổ Sâm, Dây Kinh Ninh và Invokama, nó hỗ trợ với cái đơn thuốc của bác sĩ để điều trị. Và bạn nên biết chọn cái gen vệ sinh phụ nữ phù hợp với cái môi trường âm đạo có cái độ pH là 4 đến 6. Và cái gen này nó có nano bạc này, có tinh chất của trẻ xanh này, có tinh dầu bạc hà, nó hỗ trợ điều trị và tiêu diệt vi khuẩn và bảo vệ cái môi trường âm đạo. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ.